jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hey, xin chào các bạn nha, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại video về thử nghiệm Token Zone đó nha các bạn. Mình vừa mới tìm được một video người ta nói về câu chuyện là cánh cửa bí mật ở phòng chơi game. À, đây nè các bạn thấy bên đây không? Cái cửa ngay chỗ này nè, để mình chỉ cho cái chỗ này nè các bạn. À, và người ta trong video này, người ta sẽ mở cánh cửa này ra để chúng ta biết là ở trong cánh cửa này có cái gì nha các bạn nha. Mình khá là hào hứng luôn, bởi vì hôm qua là mình mới vừa mở cánh cửa ở trong phòng ngủ lại gặp ông bán kem các bạn. Vậy thì coi ngày hôm nay mở cánh cửa ở phòng chơi game sẽ gặp ai nha các bạn nha. Các bạn sẵn sàng cho video ngày hôm nay chưa? Nhưng mà các bạn sẵn sàng rồi á thì đừng quên để cho mình một nút like ha. Còn những bạn nào lựa tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Công hạng rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go. Bây giờ mình vô coi luôn nha các bạn nè. Open secret room nè. Có vẻ các bạn đang không nhìn thấy cái chữ này nhưng mà thôi, giờ vô coi là biết liền. Let's go. Oh. Nè, mở cửa ra nè các bạn. Có một cái bàn ghế màu xanh đồ luôn. Mới vô là chú mèo Token Zone này là có một cái bộ đồ màu đỏ thì mình hay gọi là anh đỏ lè lè và mới đi tắm xong. Sau đó thì người ta cho đi ngủ nha các bạn. Đi ngủ đầy cây luôn. Ok. Rồi sau đó người ta sẽ chơi cái trò cái thuyền. À, trò thuyền thì mình bro rồi. Sau khi chơi thuyền xong thì ra ăn cái gì đây? Để mình xem người ta mua cái gì cho ăn nè. Ui, hay mua nhiều cái thuốc độc dữ. 666 chai thuốc độc luôn. What? Có nhiều quá không vậy? Rồi ok. 665. À. Mình để ý nha, có vẻ như là người ta sẽ cho uống thuốc độc liên tục luôn, không hề uống thuốc giải nha các bạn, chỉ uống thuốc độc mà thôi. Wow, kèo này hơi căng rồi đó. Các bạn thấy màu đỏ lè luôn nè. Rồi ok, không cho ăn gì hết, chỉ cho uống thuốc độc thôi các bạn. Ghê. Và đây là chai thuốc độc cuối cùng. Ok, chuyện gì xảy ra? Bẻ đầu bẻ cổ cái kiểu. Rồi ok, bình tĩnh. Gì đâu, đơn giản như đang giỡn mà. Rồi, có cho ăn gián không? Không cho ăn gián nha các bạn. Vô trong nhà tắm, lấy một cái chìa khóa. Và sau đó phải chạy qua bên nhà, bên toilet. Nhưng alo, sau đó chạy qua phòng ngủ. Chạy ra phòng ngủ thì thấy cái cửa nó chớp chớp đỏ rồi đó. Chúng ta sẽ chạy ra phòng chơi game hay gọi là phòng khách. Thì cái cửa này sẽ bắt đầu tự động mở ra nè. Các bạn thấy cửa mở ra không? Wow, ghê thiệt á. Ok. Rồi vô bạn ơi, coi trong đây là gì nào. Wow, hấp dẫn. Vô rồi nè. Ok, trong đây gặp ai đây? Wow, hồi nãy là anh đỏ lè lè, bây giờ là anh xanh xanh tùm tùm. Ủa nhưng mà cái này hình như là Token Pablo đúng không? Mình nhìn thấy giống luôn á. Các bạn nào mà nghĩ là đây là Token Pablo hay là mình đã nói đúng rồi thì các bạn hãy bình luận phía dưới nha. Mình nhớ là Token Pablo à, đọc vậy mới đúng. Các bạn thấy mình nói đúng thì hãy bình luận là anh Jay nói đúng rồi nha các bạn, để cho mình biết á mà. Ôi, mình thấy giống luôn á. Để coi tiếp coi. Rồi làm gì đây? Cho uống thuốc độc. Đỏ lè luôn. Và sau khi cho Token Pablo uống xong á là thanh niên này đã bị gục ngã rồi các bạn à. Wow, ơi mà sao cái nhà anh niên này thấy ngộ nha các bạn nha. Các bạn biết tại sao ngộ không? Các bạn nhìn tủ lạnh nè. Cái tủ lạnh này giống như là nó đang bay giữa không trung vậy đó các bạn. Bởi vì đằng sau tủ lạnh mình còn thấy một cái máy pha cà phê. Và tất nhiên là cái tủ lạnh này nó sẽ không nhét được vô cái chỗ này rồi. Vậy là cái tủ này nó đang dính lên trần nhà. À, nghe ảo thì cái chứ. Rồi cái nồi này không biết nó có đang bay lơ lửng không nữa, chắc là không đâu, nhưng mà thấy cái tủ lạnh này thấy hơi ảo rồi đó. Thôi được rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô Token Zone để test coi là liệu cái này có phải không nha các bạn nha. Let's go baby. Ngày hôm nay thì mình không quay vào lúc 3 giờ đêm các bạn à, mình chỉ quay vào lúc bình thường thôi nên là chắc là cũng không ghê lắm đâu ha. Hello Daisy. Trời ơi, hôm nay anh đen xì xì, ảnh trở thành người Trung Quốc rồi các bạn. Mới vô ảnh nói toàn tiếng Tàu không à, mình không có hiểu gì hết á. Hỏi anh ơi, không phải anh nói lại tiếng Việt kia chứ anh nói tiếng Tàu em đâu có hiểu đâu. Anh nói gì mà dạo xuyên lai, binh chi linh gì cũng hiểu. À,
em hiểu Binh Chi Linh. Binh Chi Linh là ai cũng thích hết trơn á. Ở đây á, bạn fan nào của mình mà biết từ Binh Chi Linh là cái gì, hãy bình luận với dưới cho anh biết nha. Trời ơi, khả năng cao là 99% các bạn đều biết Binh Chi Linh là cái gì luôn à. Chỉ có ai là người tối cổ là mới không biết thôi. Thế cho nên là bạn nào người tối cổ á, nhớ phía dưới coi phía dưới là mấy bạn nào mà đã biết cái này rồi, bình luận thì chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là Binh Chi Linh là cái gì nha các bạn. Cái đó hơi bị vui á. Dạo sáng hảo chung của xin chạy Binh Chi Linh. Hay mình đọc tiếng Trung không? Ôi, mình nói chuyện tiếng Trung với anh đen xì xì luôn á. Dạo sáng hảo chung của xin chạy Binh Chi Linh. Rồi để mình nói lại coi hồi nãy anh nói gì. Anh đen xì xì ơi, hồi nãy anh nói gì có nghĩa là gì anh đen xì xì? Anh nói có nghĩa là anh đang rất là thèm kem á. Em chạy hãy đi mua kem cho anh đi á mà. Trời, gì ông nội? Tiền không có đồng cắt bạc nữa. Bây giờ trong game này nó có bán kem đâu anh. Thôi ngày hôm nay em sẽ cho anh đi uống cà phê có chịu không? Cà phê. Hỏi cần kem đi có cà phê được không? Anh chỉ thích uống cà phê sữa thôi. Không có kem thì cho anh uống cà phê sữa macchiato được không Jay? Thôi, cà phê sữa macchiato nó nghe món gì lạ vậy ông nội? Về cà phê trưng thêm và macchiato cappuccino. Anh Jay coi tức top quá 180 phút rồi bạn ơi, bỏ qua chuyện đó đi. Gọi anh muốn uống gì cũng được hết á. Nhưng mà trước khi đó chúng ta phải cho ảnh mở được cánh cửa quyền bí ở cái phòng chơi game nè các bạn. Ở đây nè, cái phòng rồi nè, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu thí nghiệm thôi. Đầu tiên là mình phải cho ảnh biến thành màu đỏ chứ cái đã. Đây là tờ mấy chai thuốc độc đâu rồi ta. Để mua chai thuốc độc các bạn ơi, cho ảnh uống biến thành màu đỏ cái nghe. Rồi ok, uống đi anh ơi. Phải cho miếng màu đỏ trong video là màu đỏ các bạn. Ui, mỗi lần coi tới mấy khúc này thấy ghê ghê à. Rồi ok nè các bạn, bây giờ anh đã trở thành anh đỏ lè lè, anh không còn là anh đen xì xì nữa rồi. Anh đỏ lè lè ơi, anh đã chuẩn bị đến với thử thách đi qua gặp Talking Pablo cho anh đỏ lè lè yêu dấu của em. Tao không muốn gặp ai hết, tao chỉ muốn ăn Binh Chi Linh thôi. Dạo sáng hảo chung của xin chạy Binh Chi Linh. Ghê ấy. Không muốn gặp ai ăn Binh Chi Linh nè. Chắc ở bên tủ lạnh của Talking Pablo có Binh Chi Linh á, để em dẫn anh qua đó nha. Được không anh? Rồi không trả lời là đồng ý nha. Rồi ok bạn ơi. Đầu tiên là chúng ta phải cho anh ở phòng khách nè, như trong đúng video. Sau đó chúng ta sẽ cho ảnh đi qua phòng tắm để tắm cho ảnh, chứ bây giờ người ảnh đen thùi lùi à các bạn. Ủy, tắm cho ảnh sạch sẽ, đỏ lè lè lại coi. Bây giờ ảnh đỏ đen là xấu quá. Này tắm cho sạch sẽ tâm tho nha. Đó. Ok chưa? Rồi xả nước nè. Quả đã luôn. Ok xong. Bây giờ thì chúng ta tiếp theo là sẽ cho ảnh qua chơi game nha các bạn. Hay qua chơi game. Lộn 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 lộn. Cho qua đi ngủ. Tí nữa lộn lộn lộn. Đi ngủ trước rồi mới chơi game. Ok anh ơi, anh ngủ lẹ đi anh ơi. Công nhận á, Talking Joe anh ngủ ghê thì cái chứ, ngủ mà cứ bay giống như kiểu ma vậy các bạn à. Rồi ngủ xong rồi nha. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cho ảnh chơi cái trò tàu nè các bạn. Hay vô trong đây cái trò eo da te nè các bạn ơi. Rồi nói chung là người ta chơi không có cần điểm hay sao, mình thấy người ta chơi cái ta lướt qua luôn. Chắc có nghĩa là điểm bao nhiêu cũng được các bạn à. Bây giờ thì mình sẽ chơi ha. Mình sẽ chơi được nhiều hay bấy nhiêu nha các bạn. Đấy, bây giờ mới vô thể hiện vài cái cho mọi người coi nể mình nè nọ. Hay kìa chưa. Thể hiện láo láo nè nọ. Thể hiện láo láo. Wow, ghê. Mới vô phải chơi gì nó mới vui các bạn. Tại mới vô nó chậm rì à. Thôi kệ đi, cái đó chơi chỉ là vui thôi mà, đâu có quan trọng là điểm số bao nhiêu đâu anh em được có cười mình nghe. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau qua cho ảnh uống thuốc độc nè các bạn, cái này mới quan trọng nè. Giờ vô đây mua thuốc độc, mua là phải mua 6666, à lộn, 3 số 6 lận, giống như kiểu con số ác quỷ á các bạn. Ui giời ơi, số quỷ sa tăng nữa các bạn ơi. Để mình cố mình mua nha, đây nè bao nhiêu rồi, hiện tại là 99 rồi bạn. Số cũng đẹp ha. Bây giờ lật ngược 99 lại thành 66, là mua thêm con số 6 nữa là hợp lý. Để bây giờ mình cố gắng mình mua cho nhanh nè. Rồi không biết bây giờ đã đủ chưa nữa. Đây coi coi. 663 rồi các bạn ơi. Ngon. 1, 2, 3. Đủ là 666 nha. Trời ơi, đây là con số của Satan các bạn à. Thôi kệ đi, vì video này á, mình sẽ làm cho các bạn xem khổ cực như vậy. Các bạn nhớ lại cho mình nút like nha mọi người. Ok bây giờ mình sẽ cho anh đỏ lè lè uống thuốc độc thôi các bạn. Thì trong video thì không cho hề uống cái thuốc khác, chỉ có mỗi nhất là cái thuốc độc này thôi. Nên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cho anh uống nha. Anh đỏ lè lè ơi, anh đã sẵn sàng uống chai nước táo của em chưa? Tất nhiên là tao không uống rồi. Tao biết là mày
xin cho tao uống thuốc độc mà thằng Jay không? Vậy anh khôn quá vậy, làm gì có thuốc độc đâu, để em hứng nước nước dồi xiên cho anh uống nè nè. Đây đây đây, để em hứng nước này cho đỏ vô. Nước này là nước lọc nha, nước này là Agua Vida nè nè. Rồi uống đi anh ơi. Đấy, ngon lành kinh đào liền ơi, trở thành dân chơi liền mà không uống. Rồi xong. Ok, để mình quay lại cho anh làm anh đỡ đè lè có màu máu xung quanh nha. À, bây giờ là anh đỡ lè lè đỉnh cao của chúng ta đây nè. Chuẩn bị cho anh uống 665 lọ còn lại thôi các bạn à. Let's go baby. Nè, uống tiếp đi anh ơi. Em sẽ cho anh ăn dán nè. Trời ơi, hồi nãy là anh đòi ăn binh chi linh dạo sang hậu trung cổ xin chạy binh chi linh mua dạo xin đại binh chi linh. Hồi nãy anh đòi mà, hồi giờ anh chịu đi. Em là cũng tính cho anh ăn con gián này, thấy anh tội nghiệp quá, anh uống nước hoài no bụng không có gì bỏ bụng, tính cho ăn con gián á. Nhưng mà thôi, để chúng ta có thể đến được cái con đường binh chi linh á thì ngay bây giờ chúng ta phải uống thêm lọ nữa nha. Hồi cố gắng em, hy sinh vì đại nghiệp có sao đâu, đúng không nào? Mình là nam nhi đại trượng phu mà. Uống nè, đúng rồi. Cố gắng lên. Các bạn nhớ bấm like cho anh đỏ lè lè nha, tội nghiệp ảnh uống 666 lọ luôn rồi. Ok cho anh đỏ lè lè. Sao? Trời ơi, em có ác cái gì đâu. Em không hề ác luôn á. Người ta hướng dẫn em sao em làm vậy thôi chứ bộ. Ví dụ mà người ta hướng dẫn uống 6 chai đi, em cho anh uống 6 chai chứ. Chứ em gì mà muốn anh uống 666. Em cho anh uống em cũng ngỏi tay chứ bộ. Thôi anh cố gắng đi. Bây giờ chúng ta qua toilet là chúng ta có cái chìa khóa rồi. Ok, rồi đủ rồi nha các bạn nha. Không uống gì nữa nha. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua toilet luôn nào. Let's go. Ủa rồi chìa khóa đâu? Nữa có khi nào lừa không ta? Hay là anh lụm chìa khóa vô luôn rồi ta? Cái này mình cũng không biết nữa. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua phòng ngủ để coi là cái cửa phòng ngủ nó có chớp đỏ không nha. Ok, mình thấy nó có chớp đỏ nè. Cái cây nó cũng chớp đỏ luôn. Đây, các bạn nhìn kỹ cái thanh này nó sẽ chớp đỏ nè. Nhưng mà có vẻ như là nó chớp đỏ không được giống như video cho lắm à. Ở đây giống rồi nè. Ui đúng rồi, ngay lúc này mình sẽ chạy qua phòng khách. Mở cửa, bấm vô mở cửa. Ui không được rồi. Ôi giời ơi, lại là một video cú lừa ở trên mạng nữa các bạn. Công nhận là trên mạng mình thấy đa phần là cú lừa các bạn à. Hầu như là mình thấy ai làm cũng là cú lừa thôi các bạn ơi. Nên các bạn đừng tin nha. Ôi giời ơi, lại là một ngày nữa anh Jay lại bị lừa. Và tội nghiệp nhất chính là anh đỏ lè lè nè các bạn ơi. Trời ơi là trời, tao khổ mày quá Jay ơi. Tao nói là nó lừa, mày không tin mày cứ làm theo hoài. Trời ơi em đâu có biết. Thì em nghĩ là nó làm được thiệt, thì em ráng em làm nó cho anh ăn binh chi linh nè. Chứ anh coi trong phòng bếp mình làm gì có binh chi linh đâu rồi. Không ấy giờ em thưởng cho anh cái khác đi. Hồi nãy là anh muốn ăn gì nè, giờ anh muốn ăn gì em sẽ đãi anh ăn cái đó, anh chịu chưa? Hôm nay em là hào phóng với anh luôn. Thôi mày ơi, tao không muốn ăn gì nữa đâu, bây giờ tao muốn đi nghỉ ngơi nha. Nhưng mà không ấy, cho tao ăn mấy chuột không? Trời, kêu chưa từ chối nhưng mà cuối cùng cũng xin mấy con chuột nữa. Rồi ok, anh muốn nhiêu coi em cho anh mấy nhiêu ơi. Nè trời ơi, đây 10 con chuột cho anh luôn, ăn đã luôn. Hãy em tốt vô. Rồi cho anh ăn 10 con chuột luôn. Nói chung là chúng ta bị lừa thôi chứ không có gì hết trơn á. Mình cũng mất là nghĩ là mình sẽ làm được á nhưng mà không được các bạn à. Rồi bây giờ cho anh ăn thêm uống thêm mấy ly sữa đó ha. Đấy, cho anh ăn thêm bánh mì kẹp thịt cho nó no nè. Tội nghiệp nãy giờ uống thuốc độc không. Bị mình hả dụ thuốc độc không à các bạn. Ok, và ngày hôm nay thì video của mình cũng đã phải kết thúc rồi các bạn à. Mình sẽ chứng tỏ là các bạn thấy là cái thử nghiệm này là sai 100% nha các bạn. Không hề đúng nên các bạn đừng làm theo ha. Bởi vì làm theo tốn tiền chứ có gì hết trơn á. Làm theo tốn tiền thôi, còn những bạn nào mà hack được tiền thì tốn thời gian bấm mỗi tay rồi các bạn à. Mình kiểm tra cho các bạn thấy rồi đó, không phải nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn thích video này á, đừng quên để lại cho mình nút like nha. Nếu như bạn nào lần đầu tiên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye.